Ơi, nhìn em chưa ạ? Lại là em đây. Rồi, ok. Chào Hương số này, rồi em chào tất cả các chị nha. Chào chị Hàng Nam này, chào người Thu, chào chị Nguyễn Phương này. Rồi, em chào Trần Huyền, chào tất cả chị mấy cái livestream nhà em nhá. Rồi, chị đã nhìn em rồi, xong cái livestream rồi, cho em xin một rồi, cho nên chào hỏi mọi người trước đúng không ạ? Rồi, chào Vươn Ra Biển Lớn này, rồi chào xoáy tỷ nhá. Rồi, chào chim Kim Ngân Lê này, chào chị Phượng Cỏ nào. Mọi người ơi, nhớ là dừng tay một phút để chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream mua váy thiết kế cho em nào. Rồi, chào Đỗ Đạt Trường Đạt này, chào Đức Đạt, em chào tất cả mọi người ạ. Chị nào đang nhìn em thông cái livestream rồi, cho em xin những cái dấu chấm đầu tiên của mọi người đúng không ạ? Để coi là chúng ta để tương tác với nhau một chút cả nhà nhá. Rồi, ok nào, em chào tất cả mọi người nhá. Chị nào nhìn em rồi là cho em xin một dấu chấm thế ạ. Để em bắt đầu vào bán váy cả nhà đây một tí nhá. Tại vì bên này máy nó hơi bị trục trặc một chút. Các chị để em mở lan nha. Rồi, ok, ổn định rồi. Rồi, các tình yêu ơi, cho em xin dấu chấm đầu tiên đúng không ạ? Rồi, chào Bách Hồng Nhung, chào tất cả mọi người này. Chào Sóc Nguyễn nha, rồi chào 73 chị đang xem cái livestream của em ạ. Chị nào đang nhìn em rồi thì vào đây cho em xin một dấu chấm đầu tiên đúng không ạ? Để em có thể là chào hỏi mọi người này. Trước khi là em bắt đầu vào bán mẫu váy này chị nha. Rồi, ok, chào Phượng Cỏ này, chào tất cả mọi người nha. Chị nào nhìn em rồi cho em xin dấu chấm đầu tiên đúng không ạ? Để em có thể là chào hỏi mọi người này trước khi em bắt đầu vào bán cái mẫu váy này mọi người nhá. Sao nhỉ? Rồi. Rồi, ok, chào chị Phương Trang. Em chào chị này. Rồi, chị nào nhìn em rồi là cho em xin dấu chấm đầu tiên đúng không ạ? Rồi, chào chị Hương Nguyễn này. Em chào tất cả các chị nha. Chị nào nhìn em rồi để vào đây cho em xin dấu chấm đúng không ạ? Trời ơi, cái máy này làm sao vậy? Bị tuột thôi. Rồi, ok, chào Ngọc Trang Nguyễn này, chào chị Phan Thị Yến, chào chị nha, chào Đào Lê này. Vài chất liệu vải gì em chị ơi, cái váy này cực kỳ đẹp đúng không chị nha? Đây cho chị xem phần giá ngày em này. Đây nha, váy của em này đeo hôm nay là váy là cái chương trình đầu tiên em đây. Đây nha chị đúng không ạ? Váy em nhá, hàng xếp ly này, xếp ly từng đường kim mũ chỉ cho mọi người luôn. Và cái mẫu này rất đẹp em đảm bảo của chị luôn. Đây nha, váy này nhá. Chị nào mà có chiều cao khiêm tốn này có thể là cắt một xíu cho em để có thể mặc được cho nó vừa vặn với cơ thể của mình cũng được. Nên là cái mẫu váy này cho của em thì chị nào mà tầm khoảng 1m50 là để có thể mặc được rồi nhá. 1m50 là mặc được rồi này. Rồi, còn bây giờ em đang bán với cái váy này với cái giá 29k đồng nào. Rồi, 29k đầu livestream nhá. Ô chết rồi. Rồi, ok nào, chị nào nhìn em rồi cho em xin dấu chấm đầu tiên đúng không nào. Em đang mặc mẫu váy này đang có giá là 29k nhá. 29k cho chị nào hôm nay muốn mua cái mẫu váy này đúng không nào. Một mẫu váy rất là đẹp ngày hôm nay. Và em sẽ chỉ bán với cái giá 29k đầu livestream nhá. Chị nào hôm nay chia sẻ đều sẽ có quà đúng không nào. Rồi, chào Dung Nghĩa này, váy đang mặc là chất liệu vải kiểu là vải co giãn tình yêu ơi. Đây nhá, xếp ly từng đường kim mũi chỉ rất là đẹp này. Và mẫu này em đang mặc đang có giá là 29k cho chị em mình đúng nào. Rồi, 29k đầu livestream. Chị nào hôm nay muốn mua để quay ra chia sẻ livestream giùm em nhá. Chia sẻ livestream ít nhất cho em là 3 lần về tường này, bật công khai cho em này và chia sẻ ở nhóm cho em nhá. Ok, chị Kim Bu này thì đã đơn hàng của mình đầu tiên rồi này. Rồi, còn chị nào lấy cái này để comment cho em đi ạ. Rồi, và anh em có tổng cộng là 4 tông màu nhá. Em đang mặc là màu đen này, vừa đơn giản và chắc sang chảnh đúng nào. Đây nhá, màu đen nhá. Màu đen này vừa sang chảnh và đẹp đúng không ạ? Đây nhá, thiết kế là cái cổ thành tam giác này, cực kỳ là dễ mặc cho chị em mình luôn đi ạ. Đây nhá, cái mẫu này vừa đơn giản và đẹp này. Đây là tông màu đen này, chị nào thích sang chảnh đừng bao giờ bỏ qua tông màu đen nhé em nhá. Em cầm là cái tông này là màu da bò này, màu này là màu cam này và cả là màu xanh rêu nha em, có tổng cộng là 4 màu cơ. 4 màu rất là đẹp trong buổi tối hôm nay. Chỉ bán với cái giá là 29k đồng nào. Rồi chưa nhé em, cái giá 29k là cái giá áp dụng tại livestream cho chị nào chia sẻ livestream giùm em nhá. Còn đến cửa hàng này sẽ không có giá đó đâu ạ. Rồi, còn chị nào muốn mua với cái giá này nhanh chóng sẻ livestream này giùm em nhá. Chia sẻ livestream mua váy với cái giá là 29k cho em được nào. Hôm nay một con số rất là rẻ, chỉ có giá 29k cho chị em mình thôi đúng không ạ? Cho chị nào này, hôm nay theo dõi cái livestream của em nhiều rồi này, hoặc là những cái livestream cũ mà đã chia sẻ nhiệt tình cho bên em rồi mà vẫn chưa có cơ hội được mua váy thay vào đây với em nhá. Vào đây để cùng mua váy cho em nào. Hôm nay nha, chỉ bán được cái giá 29k nhá. Lên cho em 200 view nào. Lên 200
300 view bắt đầu ở chốt đơn với cái giá 29k luôn được không ạ? Rồi ok, đúng rồi, màu cam là màu canh mặc tình yêu nhá. Cam mặc là màu canh mặc là màu cam này. Em cầm là màu bò này. Màu bò này, trên người mặc là màu đen nha, em thì cực kỳ là thích cái tông màu đen. Còn là canh mặc là màu xanh rêu là đủ bốn. À màu này màu gì đây? Kiểu là màu kiểu màu rêu ấy, màu rêu rêu ạ. Rồi cái màu rất là đẹp luôn. Rồi các chị ơi, nhanh chóng chia sẻ livestream cho em nào. Chia sẻ livestream ít nhất là 3 lần về tường cho em này. Bật công khai cho em nha và chia sẻ ở nhóm cho em nhá. Là mình đã có cơ hội được mua cái mẫu váy này nhà em với cái giá 29k luôn rồi nhá. Em bắt đầu vào chốt đơn nào. Bộ phận bên dưới ghi bình luận cho em nhá. Nhớ là phải ghi bình luận này và quay ra chia sẻ livestream cho em mọi người nhá. Tất cả mọi người nào, chị nào hôm nay tham gia cái livestream của em rồi thì comment cho em. Phạm Diệp Chi comment số lại lên luôn cho em nào. Bắt đầu chốt đơn cho cả nhà nhá. Bắt đầu chốt đơn nào. Đây nha, đằng sau rất là nhiều váy nào, rất là nhiều váy màu đen nha. Em sẽ bắt đầu chốt cái màu đen trước nào. Bắt đầu chốt màu đen trước, chị nào lấy con một là 29k và cái màu cho em nào. Và nhớ là mọi người phải quay ra chia sẻ cái livestream cho em nha. Không chia sẻ like chúng ta không bán được cái giá này đâu ạ. Có 4 màu trong lựa chọn này. Em mặc là màu đen này, canh mặc là màu này là màu cam này. Có cả màu bò và cả màu xanh rêu, tất cả là 4 màu. Em bắt đầu vào chốt đơn ạ. Chị nào chưa chia sẻ livestream thì nhanh chóng chia sẻ livestream về tường cho em nhá. Bởi vì là khi mà em vào kiểm tra và công bố mọi người thì mọi người phải chia sẻ rồi nhá mọi người nhá. Rồi em bắt đầu chốt đơn nha, bắt đầu vào chốt đơn này. Đồng giá 29k một cái mẫu váy rất là rẻ đúng nào. Các chị yêu lên cho em 200 view nào. 200 view chốt đơn luôn với cái giá 29k một váy đúng không ạ? Váy này cực kỳ là dễ mặc này. Chất liệu thì vô cùng đẹp này, từng đường may chỉ để là dập ly nhá. Đều là dập ly hoàn toàn và kèm cả đai chị nhá, kèm cả đai cho em. Bắt đầu chốt đơn nào. 29k một mẫu váy rất là đẹp mọi người nhá. Rồi bắt đầu chốt đơn nào. Chị nào lấy có mời là 29k kèm số điện thoại, kèm màu cho em nào. Chỉ có giá 29k bây giờ mà bắt đầu công bố chị ơi. Còn chị hỏi cô đấy chị muốn hỏi như nào ạ? Bây giờ em bắt đầu công bố này. Chị nào lấy comment luôn cho em nhé. Bộ phận bên dưới nhớ là phải ghi bình luận cho em nhá. Bên Quốc Thịnh ghi bình luận cho em nhé. Không để ghi bình luận không nào cả. Rồi nào, chị nào lấy comment cho em nào. Chỉ với giá 29k cho một mẫu váy em đây các chị nhá. Chỉ có giá 29k thôi. Rồi 29k nào. 29k váy màu đen này. Có cả màu cam này, màu da bò và cả là màu xanh rêu nhá. Nhớ là tất cả đều phải ghi bình luận cho em nhá. Rồi chị nào lấy comment nào 29k và kèm màu đen cho em nhé. Màu đen đang mặc nhá. Nếu không chia sẻ thì bán với cái giá là hơn 100k một xíu tình yêu nhá. Nếu mà chị nào mua một cái giá không chia sẻ thì sẽ bán sau đúng không ạ? Rồi ok nào, 29k một mẫu váy rất là rẻ này. Chị nào lấy comment cho em đi ạ. Ok, Nguyễn Thu Phương này. Nguyễn Thu Phương 29k màu đen 0985781680. Ok, Nguyễn Phương có quà nào. Rồi còn chị nào lấy mẫu này với cái giá 29k này, nhanh chóng chia sẻ livestream về tường cho em để mình được mua cái em này với cái giá 29k rất là rẻ nha mọi người nhá. Rất là rẻ này. 29k màu đen này, 29k màu cam này, 29k màu rêu và cả là màu da bò nhá. Mọi người ơi, nhớ là phải ghi bình luận cho em nhá. Ghi bình luận cho em nào chỉ có giá 29 cả nhà nhá. 29k một mẫu váy rất là rẻ này. Mọi người nhanh chóng chia sẻ livestream cho em đi ạ. Rồi ok, chỉ có giá 29k, chị nào đã chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream là mình đã được mua hàng với cái giá 29k rồi các tình yêu nhá. Bắt đầu nào, tiếp theo nào. 29k và kèm màu đi ạ. Ok Thu Thủy này. Thu Thủy số thoại 0983587680. Ok Thu Thủy có quà nào. Rồi chia sẻ livestream nhiệt tình nhận hàng với cái giá 29k đi ạ. Một mẫu váy đẹp xuất sắc như này mà chỉ có giá 29k mọi người nhá. Cái mẫu váy này xếp ly rất là nhỏ mọi người, xếp ly từ đường kim mũi chỉ cho mình luôn. Nên là mọi người nhớ là quay ra chia sẻ livestream giùm em đi ạ. Chia sẻ livestream mua hàng với cái giá là 29k cho em nhá. Váy này mình tầm khoảng là dưới 28-29 cân đổ về. Mặc bao vừa cả nhà nhá, mặc bao vừa cho em. Rồi nhanh chóng nào, ai lấy mẫu này thì comment luôn cho em nhá. Chỉ có giá 29k cho mình thôi. 29k cho chị nào hôm nay muốn mua cái mẫu này đúng nào. Lên cho em 300 view đi. Hôm nay người xem nó rất là chậm tại sao ạ? Mọi người phải comment nhiều cho em nhá. Chỉ có giá 29k nào. Chị nào lấy comment luôn cho em nhá. Chỉ có giá 29k cả nhà nhá. 29k một cái mẫu váy đen sẽ công bố rất là nhiều nhá.
công bố rất là nhiều này, nên là chị nào đây mà mua để comment nhiệt tình cho em nào, 29k comment luôn cho em nhá, chỉ có giá là 29k cả nhà nhá. 29k mặc là màu đen này, canh mặc là màu cam này, có cả là màu rêu cả là màu da bò, tất cả là 4 màu trong cái livestream này, với cái giá là 29k là cái mức giá em đưa ra mọi người nhá. Rồi còn chị nào chưa được mua hàng thì comment cho em nào, ship toàn quốc là 30k. Rồi đây, chị nào chia sẻ đủ cho em 3 lần trang cá nhân và chia sẻ đủ cho em 10 hội nhóm thì comment cho em nào. Hôm nay em chỉ cần chia sẻ 11 lần cho em, đó là chia sẻ trang cá nhân chỉ cần 1 lần này. Còn chia sẻ hội nhóm cho em nhá, 55 cân mình có vừa, mình dưới 58 cân là mình bao vừa cho em nhá. Chỉ có giá 29k, chị nào chia sẻ livestream cho em ha. Rồi chị nào chia sẻ like cho tôi là comment cho em bắt đầu đặt tặng đi ạ. Chỉ có giá 29k nào. 29k cho một mẫu váy này cực kỳ là sang đúng nào. Đây nhá, cái phần dưới nhà em này rất là đẹp này. Các chị nào không lấy chỉ có tiếp là chỉ em chỉ bán 29k đầu live stream thôi. Top live stream bán với cái giá bây giờ là hơn 200k đấy ạ. Rồi đây, tiếp theo là gặp trực tiếp nào. Rồi ok, 29k lên 300 view cho bắt đầu tặng tiếp nào, các chị ơi nhanh chóng đi ạ. Hôm nay người xem rất là chậm luôn ạ. Rồi tiếp theo là ai lấy comment cho em nào. Chị nào lấy đúng rồi, chị nào mà chưa được tham gia cái livestream của em bao giờ thì comment luôn cho em biết được không ạ. Rồi chỉ có giá 29k nào chia sẻ livestream tặng hàng với cái giá 29k. Chị ơi em đang mặc váy này đang có giá tại livestream là 29k cho mình nhá. 29k cho mình nên là mọi người phải chia sẻ nhiệt tình cho em nhá thì mình được tặng quà mọi người nhá. Rồi tiếp theo nào, 29k kể màu đi ạ. Em đang mặc là màu đen này, màu đen cực kỳ là sang chảnh và dễ mặc đúng nào, rất là đẹp luôn. Rồi cái màu này các chị mặc ngoài các chị rất là đẹp luôn, đằng sau xẻ này, xẻ hai bên đùi cho em nhá. Mẫu này em đang mặc đang có giá 29k tại đầu livestream cho em nào. Tiếp theo nào, ok chị Nguyên Phương nào. Nguyên Phương số điện thoại 0128687582. Ok Nguyên Phương nào. Ok Đức Đạt số điện thoại nào, đã chia sẻ 29k lên 0168427542. Ok Đức Đạt có quà nào, Đức Đạt có quà nào. Chị nào lấy nhanh chóng chia sẻ livestream về tường cho em đi ạ. Chia sẻ ít nhất livestream một lần về trang cá nhân này và chia sẻ hội nhóm 10 lần cho em, tổng là 11 lần. Ai đã chia sẻ đủ thì mới được comment nhá. Không chia sẻ đủ em không tặng đâu ạ. Rồi tiếp theo nào, chị nào mà chia sẻ đủ không cần phải chia sẻ nhiều, chỉ cần chia sẻ đủ cho em nhá. Chỉ cần chia sẻ đủ là mình sẽ có quà mọi người nhá, rất là nhiều các chị luôn. Nên là mọi người phải chia sẻ livestream cho em. Không thấy comment của ai ghim luôn mọi người ơi, không thấy ai ghim luôn ạ. Rồi ok, chị nào lấy comment cho em nào. Ok nào, Thu Lê nào, đã chia sẻ 40 lần này, 01675 này, 579937. Ok Thu Lê có quà nào. Bộ phận xử lý vào kiểm tra link cho em nhá. Vào kiểm tra từng đường link cho em thì bắt đầu tặng mọi người nhá. Chỉ có giá là 29k thôi. 29k nào, chị nào chưa được nhận quà thì comment lên đầu top cho em nhá. Bởi vì rất là nhiều comment thì sẽ không thấy comment của mọi người đâu ạ. Rồi 29k chị nào chia sẻ rồi tặng luôn đúng nào. Chỉ có giá 29k tại cái livestream này cả nhà nhá. Rồi ok, ai lấy comment luôn cho em nào. Chị nào mà chia sẻ đủ rồi comment cho em đi ạ. Các chị đừng comment là mình chia sẻ nhiều mà có được bao giờ đâu. Tại vì là các chị không comment số thật là không được các chị nhá. Bên em có nhận đơn, có nhận đơn nhưng mà phải có số thật và có số đăng ký nhận chỉ biết tới đơn các chị nhá. Không có số thật là mọi comment mình bị ẩn đấy ạ. Rồi tiếp theo nào. Nào tiếp theo nào, 29k kèm màu đen đi ạ. 29k kèm màu đen rất là rẻ này, nên là mọi người nhanh chóng chia sẻ cái livestream cho em nào. Ok Thắm Tú nào, Thắm Tú số điện thoại 0975807225. Ok Thắm Tú có quà nào, chia sẻ livestream mạnh tay cho em đi ạ. Chia sẻ livestream mạnh tay tặng hàng với cái giá là 329k mọi người nhá. 29k một cái váy rất là rẻ nên là mọi người phải comment nhiệt tình cho em đi ạ. Comment nhiệt tình nào, chỉ có giá 29k nha các chị ơi. Lên người xem cho em thì hôm nay người xem nó rất là chậm, rất là chán luôn. Hôm nay tương tác làm sao vậy ạ? Rồi nếu mà người xem không tăng thì em sẽ bán hàng bình thường một xíu này. Rồi cái váy này của em nhá các chị ơi, khi nào lên 300 view lại nhá, lên 300 view lại em sẽ bán hàng với cái giá là 29k nha mọi người nhá. Còn bây giờ sẽ bán hàng trước một xíu này. Váy em đang mặc này đang có mã sản phẩm là V838 á. V838 em đang mặc đang có giá là 180k mọi người nhá, rất là rẻ luôn. Đây nhá, dập ly này, xếp ly nhỏ mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Chị nào nhá, cái này là mẫu này có đai nhá. Mã của sản phẩm là V838 này, giá là 180k một váy mọi người nhá, 180k một váy này. Em đang mặc trên người là cái màu đen nhá, xếp ly nhỏ mọi người nhá, xếp ly rất là chuẩn này. Các chị bỏ 180 ra không bao giờ sợ bị đắt đỏ, đây rất là đẹp này. Còn có cả kèm đai luôn, kèm đai này cổ chắp cơ rất là mới luôn ạ. Mã của sản phẩm của em là V838 mọi người nhá, V838 á, 180k một cái váy rất là rẻ. Nên là chị nào lấy thì comment là V838 và kèm thông tin giùm em nhá.
rồi, V8385 mã của sản phẩm này, chất liệu vải cực kỳ là đẹp ơi, đây vải nghe em nhá. Chất liệu vải này đẹp cực kỳ nha, chất liệu vải co giãn nhẹ nhàng dưới 58 cân mình bao vừa là mặc vừa cho em rồi. Mã của sản phẩm là V838 này. Ok Hồng Xuân nên mình lấy màu cam, kem mặc trượt cái màu đẹp tuyệt vời chứ đẹp rất đẹp luôn. Chị bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Mã của em là V838 chỉ có giá là 180k này. Ok mơ nguyên nên mình lấy màu xanh bổ sung luôn cho em xin địa chỉ trên cùng một dòng comment các chị nhá. Rồi V838 này em mặc là màu đen này cực kỳ là sang chảnh đúng nào? Rất là sang chảnh nhá, xẻ hai bên này. Và cái mẫu này chị nào tầm khoảng là dưới 58 cân dùng em là có thể bao vừa giá rất là đẹp đúng nào? V838 180k. Ok mơ nguyên bổ sung số thoại luôn cho em nào. Chị nào lấy comment là V838 cho em nào. Ok Quỳnh Hương mình lấy màu nào chị ơi? Giá của sản phẩm là 180k nhá. Em bán tại cửa hàng váy này là 250k này. Cái giá 180k chỉ áp dụng trong livestream của mình thôi á. Màu đen ok Quỳnh Hương bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào. Đinh Mai Hương ơi mình lấy màu cam bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nha mọi người nhá. Rồi 180k. 180k một váy này, Nguyễn Lan Anh mình lấy màu đen ok, tính yêu cái màu đen rất là sang nha. Lấy màu đen cho em xin địa chỉ nào. Ok chị Mơ Nguyễn này, Ngô Ngọc mình lấy màu đen cho em xin địa chỉ đi ạ. Anna Hoa cho em xin địa chỉ nào. Váy đang mặc đang có giá là 180k này, cực kỳ đẹp và dễ mặc đúng nào. Thiết kế đây là màu trơn hết mọi người nha, màu trơn là rất là dễ mặc luôn. Cái này dưới 58 cân bao vừa giùm em nha. Dưới 58 cân bao vừa cho em này, mặc thử dê ok. Bộ phận bên dưới cho người lên ra thay dê cho em mọi người ơi. Rồi màu đen đây nhá, V838 màu đen này, V838 màu rêu này, V838 màu này là màu cam này, và cả là V838 này là màu xanh, màu da bò cho em nha, da bò cho em. 180k này, Thu Phương ok, mình lấy màu rêu bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nhá. Em chỉ bị quạt cái tông màu rêu rồi là cái màu rêu rất là đẹp luôn. Cái màu rêu vô cùng đẹp các tình yêu nhá. Đây, xếp ly này, xếp ly nhỏ nhá, không phải là hàng vớ vẩn đâu ạ. Các chị bỏ ra 180 cực kỳ là đáng tiền mọi người nhá. Rồi mã của em là V838 nào. V838 giá của em là 180k mọi người, rất là rẻ luôn. Rồi chị nào lấy con mình là V838 cho em đi ạ. Một mét năm năm mặc trên là dưới gối cho em một xíu này. Ly Hoa Thiên ơi bổ sung số thoại luôn cho em nào. Mã của sản phẩm là V838, cái màu đen cực kỳ là sang chảnh đúng nào, rất là sang chảnh này. V838 màu đen này, V838 màu da bò này, V838 màu xanh rêu, và cả là V838 màu này là màu cam cho em nhá. Giá là 180k này. Chị nào lấy comment luôn cho em xin thông tin trên cùng một dòng comment của mình đi á. Trên cùng một dòng comment cho em nhá. Ok Thu Phương bổ sung luôn cho em xin địa chỉ của mình luôn đi á. Mã của sản phẩm là V838 này và giá chỉ có giá là 180k, rất là rẻ nhá. 180k, V838 180k. Chị ơi em cam hết 68 chị Trang Cherry nhá. Em cam hết 68 này, chị ơi mặc trên cái màu xem sao mọi người. Rồi ok nào, mã của sản phẩm là V838 m60 mặc dưới gối trên là cái dáng dài mà, nó là dáng dài nên là chị nào lấy con mình là V838 và kèm thông tin cho em nào. V838 nhá, váy đây là váy kiểu là váy trơn nên là mọi người có thể tùy chỉnh cho em, có thể là mọi người có thể cắt hoặc là bỏ đi một xíu chút được cho em ạ. Rất là đẹp này, V838 này 180k rất là rẻ cả nhà nhá, 180k rất là rẻ. Ai lấy con mình là V838 và kèm thông tin luôn cho em nào. 180k dừng việc con mình là 29k lại cho em đi ha. Chị Thanh Duyên ơi, váy nó mặc đang có giá là 180k nhá. Thiết kế váy trong cơ cổ này. Chị cao bao nhiêu? Em cao 1m68 chị nhá. 1m68 này, nhưng mà cái váy này mọi người yên tâm cho là cái váy này chị mặc dài có thể cắt đi cho em thoải mái nhá. Bởi là váy là vải một à. Các chị ơi dừng việc comment là 29k giúp em đi ạ. 180k một váy rất là đẹp này. Thiết kế kèm đai nhá. Em sẽ mặc sang cái tông màu xanh riêng một xíu cả nhà nhá. Mặc sang một cái màu xanh riêng một xíu này. Chị mặc cho cái màu da đen đi. Đây là màu xanh rêu rất là đẹp nhé em này. Thấy không ạ? Cái đường này xếp ly cực kỳ là chuẩn mọi người nhá. Ok, tháng nào bổ sung luôn cho em xin địa chỉ của mình luôn đi ạ. Váy này 54 cân mình có vừa nha. Váy này mình tầm khoảng là dưới 58 cân là bao vừa cho em rồi này. Váy này chị nào mà mặc đi chơi rất là sang luôn ạ. Đây là màu nhé, là màu xanh rêu nhá. Màu xanh rêu này, cái đường xếp ly là đường xếp ly nhỏ, từng đường kim cũng chỉ rất là chuẩn mọi người nhá. Các chị mặc cái thời tiết này là rất là ok rồi. Mã của sản phẩm là V838 này. Ok, Mai Đinh 54 cân mình có vừa. Mai Đinh bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Đây nhá. Váy này mã là V838
38 này. Và giá chỉ có giá 180k cả nhà nhá. 180k. Ai lấy thì con gọi là V838 và cái màu giúp em đi ạ. V838 này, cái mẫu này mặc cực kỳ là tôn bông của mọi người luôn ạ, rất là đẹp này. Màu dưới không có bông nữa nhưng mà rất là chuẩn luôn này. Mã của sản phẩm là V838 này. Và váy này đang mặc đang có giá là 180k một váy cả nhà nhá. Ai lấy thì con gọi là V838 kèm số giảm và kèm luôn cho em xin địa chỉ nào. Ok chị Ly Hoa Thiên bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào. Phí ship tỉnh đồng giá 30k này. Và các chị trước khi nhận hàng đều được quyền bóc hồ sơ kiểm tra trước khi nhận đấy ạ. Các chị yên tâm về chất lượng mọi người nhá. Đây V838 em thấy rất là đẹp này. V838 màu xanh rêu này, 48 cân cam 50 mình có. Vừa chị Nguyễn Vinh lấy màu nào ạ? Em mang bảo là màu xanh rêu này, đây là màu cam này, màu đen canh mặc và cả là cái màu da bò cho em nhá. Tất cả 4 màu và giá chỉ có giá là 180k cho mình thôi. Rất là rẻ đúng nào? Ai lấy con một là V838 và kèm thông tin cho em nào. V838 này kèm màu, kèm số thẳng và kèm luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Em sẽ mặc sang cái tông màu cam cho nó sáng một xíu nhá. Cái mẫu này dưới 58 cân mặc vừa Thúy An nha. Ok Hương Sơn bổ sung số lại luôn cho em đi. Bên em là bán rất là rẻ chị ạ. Nên là hai sản phẩm mà không phải lấy ship chị nha. Ba sản phẩm lấy ship nếu mà chị chuyển khoản trước ạ. Lý Thị Hạnh Hạnh em mình có vừa này, đây là màu cam nhé, em nhớ rất là sáng này. Chị nào lấy cái màu này thì có một cho em là V838 và kèm màu cam nhá. Họa tiết đường xem đi rất là chuẩn này. Ok Thiên Bình chúng mình màu đen rồi này, màu đen là màu canh mặc nhá. Màu đen là màu canh mặc này, có cả màu là da bò này. Đây em mà là cái tông màu này là màu cam cho em nhá. 180k váy rất là rẻ đúng nào? Mã của sản phẩm là V838 cả nhà nhá. V838 ok Mai đi lấy màu đen cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Ok Hương Sơn bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào chị ơi. Váy này mình có vừa này, 56 cân cho em mình có vừa không ạ? Chị mặc bình thường chị mặc size gì ạ? Ok chị Ly Hoa Thiên này, váy xếp ly nhỏ mới rất là đẹp này. Xếp ly cực kỳ là chuẩn luôn, mã của em là V838 nào. V838 màu này là màu cam này, V838 màu da bò này, V838 màu xanh riêng và cả là V838 màu này là màu đen cho em nhá. Em đảm bảo chị cái mẫu này mặc ngoài rất là đẹp luôn mọi người, trong livestream con số hơn rất là nhiều đấy ạ. Chị nào lấy mẫu này thì con phải là V838 và kèm thông tin cho em nào. V838 này kèm màu, kèm số thẳng và kèm luôn cho em xin địa chỉ một lần các chị nhá. Em mặc là màu cam này, trên tay là màu rêu nhá. Cái đường kim của chị rất là chuẩn này, nhìn các váy rất là chuẩn luôn đấy ạ. Đây nhá, có cả kèm đai này, xếp ly nhỏ này. Cái váy này các chị mặc đi bất cứ đâu rất là xinh đấy ạ. Mã của sản phẩm là V838 này. V838 màu này màu cam này, V838 màu đen này, V838 màu da bò này, và cả là V838 màu này màu cam cho em nhá. Giá của sản phẩm là 180k, váy rất là rẻ đúng nào? Chị Mai Đinh bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Bên em ship tỉnh đồng giá 30k mọi người nhá. Các chị nhận hàng 100 này được kiểm tra trước khi nhận đấy ạ. Cảm ơn chị Thùy Dương này. Ok chị Hương Sơn rất hàng của mình rồi này. Váy đang mặc đang có giá là 180k một váy cả nhà nhá. 180k một váy, mã của em là V838 nhá. V838 180k một váy này. 180k có tất cả là 4 màu cho mình chọn nhá. Em mặc là màu cam này, đây là màu đen này, màu da bò này và cả là màu này là màu xanh rêu cho em nhá. 4 màu này, chất liệu vải nhá chị ơi, rất là đẹp này. Em chẳng biết gọi tên là vải gì luôn ý. Mà đẹp và co giãn nhẹ nhàng nhá. Đẹp và có giãn nhẹ này. Ai lấy thì con gọi là V838 và kèm thông tin cho em nào. Hoài Thu bổ sung số lại chỉ luôn cho em đi ạ. Giá là 180k một váy cả nhà nhá. 180k này, mã của sản phẩm là V838 180k. Và mẫu này chị nào mà dưới 56 57 cân đổ về là mặc bao vừa giùm em nhá. Bao vừa cho em này. Ok chị Lê Hoa mình lấy màu cam nên mặc mình bổ sung luôn cho em xin địa chỉ chị nhá. Địa chỉ luôn cho em nào. Chốt luôn cho mình nhá. V838 kèm màu, kèm số lại và kèm luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Hoài Thu Nguyễn Thuận bổ sung số lại chỉ luôn cho em nào. Ok chị Bùi Mỹ Nhi ơi, mình bổ sung luôn cho em là chất hàng của mình rồi này. Có cái chút luôn nhá. Váy đẹp mà xếp ly chuẩn luôn. Chị nào mà có chiều cao khiêm tốn thì có thể cắt đi cho em thoải mái nhá. Chị Lê Hoa cho em xin địa chỉ nào. Ok chị Nguyễn Thu Hòa, mình lấy màu đen chất hàng của mình rồi này. Đây là màu cam này, màu rêu này, màu bò và cả là màu đen, có 4 màu nhá. 4 màu rất đẹp này. Chị nào lấy màu nào thì bong là V838 và kèm đó cho em nhá. Thiết kế kèm cả đai nữa, rất là đẹp luôn.
Đinh Mai Hương mình lấy màu nào chưa? Ok chị Hương Sơn rồi này. Đinh Mai Hương lấy màu nào? Comment màu và con cho em xin số lại chỉ luôn đi nào. Ok chị Nguyễn Thu Hà rồi này. Lê Hoa bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi em là màu cam này. Có cả là màu xanh rêu này, màu da bò và cả là màu đen, có 4 màu nhá. Ok chị Lê Hoa cho hàng mình rồi này. Mã của sản phẩm là V838, giá chỉ có giá là 180k. Các chị mặc cái màu này đi làm này, đi chơi này, hoặc đi bất cứ đâu đấy rất là xinh đúng không ạ? Rất là xinh và rất là sang này. Đây nhá, thiết kế cổ choker này nhìn rõ không ạ? Ok chị Lê Xuân bổ sung số thoại luôn cho là chị Lê Xuân ơi. Bổ sung số thoại luôn cho em nhá. Chị nào lấy màu nào thì phải bổ sung số thoại luôn cho em đi ạ. Giá là 180k mà em này thôi. Rất là rẻ nhá. Em bán tại cửa hàng là 250 đấy ạ. Chất liệu vải này, xếp ly từ đường kim cũng chỉ rất là đẹp mọi người nhá, đẹp kinh khủng luôn. Co giãn này tốt luôn ạ. Ok Hoài Thu Nguyễn Thuận bổ sung luôn cho em xin địa chỉ một lần nữa chị ơi. Địa chỉ một lần cho em nào. Mã của sản phẩm là V834 nhá. V834 giá là 138 quên mất ạ. Chứ mặc mấy cho tay đi mặc. Chị nào lấy màu nào được không? Phải là V834 và cái màu trên này là màu cam này. Ok chị Ánh Tuyết mình lấy màu đen ok thì cái màu đen rất là sáng đấy. Cái màu này cái màu dễ mặc nhất rồi đúng không nào? Các chị mặc đi đâu cũng được. V834 màu đen nha. 180k một cái váy này. Rất là đẹp này. Lê Xuân bổ sung số lại luôn cho đơn nha. Mã của em là 180k nha. V834 180k này. Ok chị Vũ Hằng chốt hàng của mình rồi nha. Màu cam đẹp mà. Em mặc sang cái màu bò cho mọi người ngắm nhé, mọi người nhé, màu bò đây. Ok Lê Xuân này. Rồi 58 cân mình có vừa chưa? 58 cân mình có vừa nhá. Em đang mặc là cái màu da bò đây, màu bò rất là đẹp này. Mà cái màu này sang cực kỳ, nó không chói quá ấy. Chị nào thích cái màu này thì comment cho em là V838 và cái màu này là màu da bò cho em rất là đẹp này. Cái màu này nhẹ nhàng kinh khủng luôn. Chất liệu vải đây, cho em sẽ đứng gần cho chị xem chất vải nha em này. Chất vải rất là đẹp này. Xếp ly từ đường kim mũi chỉ cho mọi người nhá, đẹp chưa ạ? Xếp ly nhẹ nhàng nhá. Mà giá chỉ có giá là 180k thôi. Mã của em là V838 này. V838 em mặc là màu da bò này, V838 màu đen này, V838 màu xanh rêu nha. Em có tổng cộng là 4 màu mọi người nha, 4 màu. Chị nào lấy màu nào để comment là V838 và kèm màu giúp em ạ. Bốn bốn cân mặc bao vừa võ thu nha, mình lấy màu nào ạ? Cái màu này dễ mặc mà, kiểu dáng xuông mà có thắt đai này cực kỳ là ôm dáng cho mình đấy. Đây nhá, dáng em đây. Đây nhá, cực kỳ là ôm dáng đây. Mặc màu này cực kỳ là có mông mọi người ạ. Đây nhá, V838 này. Em mặc là cái màu da bò này. Em đây là màu cam và màu đen này, màu cam này và cả là màu xanh dương, có 4 màu cả nhà nhá. 4 màu rất là dễ mặc ạ. Chị nào lấy màu nào thì comment là V838 và cái màu cho em ạ. V838 kèm màu này, kèm số điện thoại và kèm luôn cho em xin địa chỉ một lần cho chị nha, địa chỉ luôn cho em. Em chất luôn cho mình này. À, chị ơi, váy em mặc ta đang có giá tại livestream là 180k nha. Em bán tại cửa hàng là 250 này. Nhưng trong cái livestream này mẫu váy kèm đai cổ chắp cơ này chỉ có giá là 180k thôi ạ. 180k. Và chị nào lấy màu nào thì con phải là V838 và kèm màu giùm em nhá. Em đang mặc là màu bò này, có cả là màu xanh rêu này, màu đen này. Màu 255 chị mặc dưới gối cho em chị nhá, mặc dưới gối cho em. Cái mẫu này chị yên tâm cho em là chị nào mà không thích mặc dài này, cắt đi thoải mái cho em nhá. Quy trình thoải mái cho em nào. Chơi bỏ thoải mái, chơi bỏ thoải mái á. Các chị có thể là hất cái này ra sau được nào. Hất ra sau được, nhanh thích mặc để trước luôn. 65 cân không vừa, ok chị Nguyễn Phương Lan chốt hàng mình rồi này. Váy đang mặc là V838 này. V838 màu da bò này, V838 màu đen, V838 màu xanh rêu và cả là V838 màu cam nhá. Có tổng cộng 4 màu cho mình được chọn. Và chị nào lấy màu nào thì con mới là V838 và cái màu giúp em đi ạ. Cái mẫu này chị nào mà thấy dài quá thì cắt bỏ một chút đi cho em cũng được ạ.
Cho em vừa mặc thử cái màu xanh rồi đấy ạ. Năm ba cân mình bao vừa chị ơi, rồi 65 cân mình mặc hơi chật rồi á. Chơi cái màu xanh em vừa mặc ở đầu livestream rồi thì em sẽ mặc lại sau nhé, tại vì không ai hộ cho em ở đây. Rồi 40 cân mình có vừa này, đây là màu này là màu xanh màu bò cho em nhá. Ok chị Hoàng Nga, cái màu đó cực kỳ là đẹp đúng nào, màu bò đẹp cực kỳ khủng luôn. Màu bò lấy bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ, cái màu bò này sang cực kỳ này. Rồi ok chị đó, bóp thông cho em một cái màu da, đây là màu bò chứ màu da bò chị nhá. Rồi màu da bò, bổ sung cho em xin số này chỉ nào các chị ơi. Đây nha, màu đen này, màu đen là màu kem mặc này, em mặc là màu da bò này, màu cam này và cả là màu này là màu xanh rêu cho em nha. Có tổng cộng là 4 màu này, giá là 180k nha chị. Võ thua chị lấy cho con một lần thông tin cho em đi ạ. V838 này kèm màu da bò, kèm số nào và kèm chăm xin địa chỉ luôn chị nha. Thì em mới có đơn cho mình được ạ, tại vì hàng như hàng đặt may mọi người nhá, đặt may. Hàng quán cho đặt may này rất là lâu. Mai báo hàng luôn ạ, đây ạ, V838 nào. Cái mà là màu đen nha, chỉ có giá 180k thôi, rất là rẻ này. Đây là màu bò rất là đẹp luôn, cái màu bò này cực kỳ là sáng da chị em mình luôn này. Chị nào lấy cái màu này thì comment là V838 và kèm màu cho em. 60 cân thì mặc không vừa chị ơi, mình mặc không vừa mất rồi. Mình cái mẫu này dưới 58 cân rồi em ạ. Dưới 58 cân là mặc được cho em này. Mã của em là V838 cả nhà nhá. Rồi ok Nguyễn Hoa này, Nguyễn Hoa mình lấy màu da bò, Nguyễn Hoa bổ sung luôn cho em xin địa chỉ Nguyễn Hoa nhá. Cho em xin địa chỉ của mình luôn nào. Chơi váy đang mặc đang có giá tại cửa hàng là 250k, trong cái livestream này chỉ có giá là 180k nhá. Ok Võ Thu bổ sung luôn cho em xin địa chỉ là chất liệu đây chị ơi. Chứ là váy rất là đẹp này, co giãn này, xếp ly từng tầng một mọi người nhá, xếp ly này, từng đường kim cũng chỉ là xếp ly rất là đẹp luôn ạ. Năm 58 cân mình mặc không vừa, à mình mặc có vừa, mình cao mét bao nhiêu, mình cao 1m6 mình sẽ mặc đồ chị nhá. Rồi đây ạ, à, vải co giãn nhẹ nhàng này, các chị mặc thành dáng xuôi là dáng body đều được ạ. Các chị nào thích cái sự lịch sự mặc đi làm cho em nhá, mặc đi làm phát đào cho em nghĩa rất là lịch sự đúng nào. 46 cân mặc bao vừa chị, bao đẹp chị ơi, lấy luôn cho em nào. Lấy màu nào ạ? 180k chị ơi, chỉ có giá là 180k thôi ạ. Em đang mặc là màu này là màu da bò này, tiếp theo là màu xanh rêu này, màu đen cực kỳ là đơn giản và cả là màu cam cho em nhá. 4 màu đơn giản nhất. Và chị nào lấy màu nào thì comment là V834 và kèm V838 và kèm màu giùm em. Mã sản phẩm là V838, giá chỉ có giá là 180k cho mình thôi á. Rất là rẻ này, mà không mua chỉ tiếc thôi ạ. Ok chị Nguyễn Hoa, chắc là mình rồi này, 48 cân, cao mét 60 mặc quá đấy chị ơi. Rồi em cao mét 67, 68 chị nha. Ok chị Võ Thu nha, bên em các chị yên tâm và các chị nhận hàng, các chị bóc hàng ra kiểm tra cho em nha. Mọi người bóc hàng ra kiểm tra cho em, nếu mà đúng hàng nhà em gửi này thì mọi người hãy nhận nha, còn hàng nhà em không nhận mời không nhận cho em nha. Ok anh Nguyễn bổ sung cho em xin địa chỉ đi ạ. Ok chị Vũ Thu Hiền này, anh Nguyễn đây comment mã cho em nha, V838 không bị nhầm đơn đấy ạ. V838 này kèm màu, kèm số tặng và kèm luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. V838 hồi là màu da bò này, V838 màu đen này, V838 màu xanh dương và cả là V838 màu cam này. 60 cân thì mình không vừa chị ơi. Cái mẫu này các chị nhận hàng phải bóc hàng ra kiểm tra cho em nhá, tránh như là bị lừa đảo đấy các chị nhá. Ok chị Vũ Thu Hiền rồi này, 1m50 nặng 50 cân mình có vừa tình yêu nhá. Sáu mươi cân mình không vừa nha, dưới 58 cân cho em ạ. Váy đang mặc đang có giá là 180k cả nhà nha, 180k. Mã của em là V838 này, 56 cân cao mét 4 là 64 mình có vừa chị ơi, mình có vừa nha chị nhá. Chị Hoa Mi mình có vừa, mình lấy màu nào á, mặc thoải mái chị, cái chiều cao của chị là quá chuẩn rồi mà, người đều đúng ạ, rất là đẹp luôn. Rồi đây nhá, mã của em là V838 này, em mặc là màu da bò này, canh mặc là màu đen này, màu xanh rêu này và cả là màu cam nha, có 4 màu cho em ạ. Vest em đây chị ơi, vest em đây nhá. Vest nhà em đấy ạ, vest nhà em hàng loại một chuẩn là chất liệu rất là dày dặn này. Và mẫu này nhà em đang mặc đang có mã là H1, giá là 160k một vest chị nhá, 160k vest này, dày dặn và đẹp vô cùng mọi người nhá. Không phải là hàng nhái, hàng kém chất lượng mà kiểu là hàng mỏng teo đâu ạ. Đây hàng nhà em đây, 160k đẹp như kiểu hàng 300-400 nghìn đấy ạ.
Ok chị Hương Trần một bó ok tình yêu này. Mã của em là V834, ok chị Anh Nguyễn chốt hàng mình rồi này. Và em đang mặc đang có mã là V838 nhá. V838 nhầm cứ nhầm, V834 sao nhầm. V838 và kèm thông tin cho em đi ạ. Đây nhá, váy này cổ chắp cơ rất là xinh này, rất là mới luôn. À, đầm len có sai không bạn? Là chưa, cái đầm này không có sai nhưng đầm này em gặp free size này, chất liệu vải co giãn này, co giãn rất là tốt, mình tổng khoảng là dưới 58 cân em bao vừa cho mình rồi nhá. Dưới 58 cân bao vừa dùng ạ. Rồi chị nào lấy con mà là V838 cho em nào. 54 cân tường vi mình có vừa ạ. Ok Hạnh Tinh mình lấy màu vàng bò à. Màu vàng bò là mới đang mặc đúng không? Chị bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nha chị nhá. Bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào. Đây nhá, V838 nào. V838 màu này, màu bò cho em này. V838 màu đen, V838 màu xanh rêu và cả là V838 màu cam cho em nhá. Mã của sản phẩm là V838 này, đằng sau lưng đấy ạ. Mẫu này nhà em ở tầm khoảng là dưới 58 cân bao vừa. Mẫu này tất cả là kèm đai nhá. Kèm đai này 180k mẫu thôi ạ. À chưa, chỉ có một size cho anh Nguyên Trân nhá. Mẫu này chỉ có một size là mình dưới 58 cân là em bao vừa cho mình rồi á. Không mặc vừa trả lại cho em nhá. V838 nào, 180k. Em đang mặc là màu da bò này, anh mặc là màu đen này, có cả là màu xanh rêu và cả là màu cam nhá, bốn màu cho em ạ. Đều kèm đai hết mọi người nhá, đều kèm đai hết luôn. Mã của em là V838 này. Ok chị Ngân Nguyên bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào. Hoàng Kim Trang mình lấy màu đen ok tình yêu nhá. Hoàng Kim Trang mình lấy màu đen bổ sung luôn cho em xin địa chỉ của mình luôn được không ạ? Địa chỉ một lần cho em nào. Mã của sản phẩm là V838 chất liệu này, vải là vải co giãn mọi người, vải co giãn nhẹ này, xếp ly từng đường kim mũi chỉ rất là đẹp cho mọi người luôn. Và giá thì chỉ có giá là 180k, rất là rẻ rồi ạ. Hoàng Kim Trang cho em xin địa chỉ nào. Lại áo con cổ yếm dưới á, gấu mèo đi là như nào chị ơi, là như nào em không hiểu ạ. Rồi váy đang mặc đang có mã là V834 nào, V838 nha. V838 này là màu da bò này. Ok chị Hoàng Kim Trang nhận địa chỉ của mình rồi đấy á. Thanh chị Hà Nội ok nào. Rồi đây nha, V838 này. Em cam hết 6768 chị nha. Bốn mươi sáu cân mặc bao vừa tình yêu ơi, mình lấy màu nào và mình lấy màu nào được, có màu đó cho em nhá. Rồi V838 nào, V838 là màu da bò này, V838 màu cam này, V838 màu đen hoặc là V838 màu xanh riêng, có tổng cộng là bốn màu nhá. Bốn màu, chị nào lấy màu nào được có màu là V838 và kèm màu đó cho em đi ạ. Và giá chỉ có giá là 180k thôi. Dạ vâng ạ, chị lấy màu nào, chị ơi chị lấy màu nào được có màu đó cho em nhá. Rồi chị em cam hết 6768 và nặng 48-49 cân tình yêu ơi, cái váy này cực kỳ là đẹp này. Mã của em là V838 nhá. V838 này. Đây là màu này, là màu da bò cho em này. V838 màu đen này, V838 màu xanh dương và cả là V838 màu cam cho em nhá. Có tổng cộng là 4 màu và mã của sản phẩm là V838, là chị nào lấy màu nào thì comment là V838 và kèm màu đó cho em đi ạ. Chị An Nguyên Trần ơi, váy em đang mặc đang có mã là V838 và là màu da bò giúp em nhá. Cân mình mặc bao vừa chứ mình lấy màu nào ạ? À?
Chị Hoàng Thị Minh ơi, váy đang mặc đang có giá 180k chị nha. 180k, mã là V838 nào. V838 màu da bò này, V838 màu cam này, V838 màu đen và cả là V838 màu xanh than cho em, màu xanh cho em nhá. Có tổng cộng là 4 màu này. Và chị nào lấy màu nào thì có phải là V838 và kèm vào đó cho em nhá. Lấy màu nào thì có phải là V838 và kèm vào đó cho em. Ok chị anh ơi, Trần mình mặc bao vừa chưa? Mình mặc đẹp chị nhá, mình lấy màu nào á? Mình mặc bao vừa cho em nhá. 1m55, 1m46 cái là mình mặc đẹp rồi á. Đây nhá, em mặc là màu da bò này, rất là nhẹ nhàng nhá. Cái màu da bò này không rực quá mọi người nhá, cái màu da bò nhà em đây. Mã của em là V838 nào. V838 màu bò này, V838 màu đen này, V838 màu xanh rêu này và cả là V838 màu cam cầm nhá. Chị nào lấy màu nào thì có một là V838 hoặc kèm đó cho em đi á. Em chốt đơn cho mình luôn này. Ok anh Nguyên Trần nhá. Anh Nguyên Trần mình lấy màu da bò bổ sung xuống tại chỉ luôn cho em đi ạ. À may liền chị ơi, may liền đấy chị nha, may liền ạ. Đai này tháo áp quên. Cái đai may liền này may rồi. Chưa, cái đai của em là may rồi nhá, mình tháo ra được ạ. Đây chị tháo chị xem đây. Các chị mà không có đai cũng được này. Thành dáng suông cho em cũng được này. Bối mặc tốt cho em là đây mà dáng suông nhà em đây. 180k một váy này. À chị ơi, chị Subi ơi, chị thể hỏi em được mà váy đang mặc là màu bò nhá. Màu bò này váy đang mặc đang có giá là 160k chị nhá. 160k rất là rẻ thôi. Ai lấy màu nào thì có một là V838 và kèm màu cho em ạ. Đẹp không? Đẹp dã man luôn. À, chị Hồng Tú cầm cái váy nó mặc là 180k chị ạ. Anh Nguyên Trần bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Chị lấy màu nào ạ? Lấy màu nào thì con mời là V838 và kèm màu cho em nhá. Em mặc là màu da bò này, canh mặc là màu đen và cả là màu xanh rêu nhá. Có tổng cộng là 4 màu và mã là chỉ có giá là 180k cho mình thôi. 180k, chị nào lấy màu nào thì con mời là V838 và kèm đó cho em nhá. 180k rất là rẻ đúng nào. Các chị đến tại quà vẫn là 250 mọi người nhá. Chưa, cái này không có sai nha, đây là chất liệu vải nha em đi ạ, chúng tôi sẽ cho chị xem nhá. Em không biết là có phải là lê chị ạ, đây là vải kiểu là vải co giãn ấy, rất là đẹp này, xếp ly nhá, các chị ạ, xếp ly rất là cẩn thận này, co giãn nhẹ nhàng này, mà giá chỉ có giá là 180k thôi. 180k, mã là V838 Hồng Tú cầm nhá. V838 180k dưới 58 cân bao vừa, không có sai, với đẹp policy dưới 58 cân bao vừa giùm em ạ. Là dạng len chơi dạng kiểu là dạng chẳng biết là gọi là dạng gì, một cái này nó không kiểu nóng như màu len, chị mặc màu thu cho em thôi. Nó không phải là vải len nha, vải xếp ly ạ. Vải xếp ly có dạng nhẹ nhàng cho em này, chất rất là đẹp luôn, mà chỉ có giá là 180k thôi. Em bán tải của hàng vẫn là 250 đấy ạ. Bán tải của hàng là 250 này, nhưng trong cái livestream này chỉ có giá là 180k nhá. Mã của em là V838 nào. V838 cái màu là màu đen này, cái màu đen rất là sang nhá. Sang mà đẹp cực kỳ luôn đi. V838 màu đen này.
V838 màu xanh này, em mặc là màu cam này, có cả anh mặc là màu da bò cả màu cam luôn. Ok chị Lê Minh Giao này có mấy màu ạ? Đây có 4 màu nhá. Đây nhá, anh mặc là màu đen này, em mặc là màu da bò này, đây là màu xanh rêu, đây là màu cam nha, 4 màu cho em. Ok chị anh Nguyên chân thức hàng của mình rồi này. Rồi mã của sản phẩm là V838 nhá. V838 này kèm màu, kèm xuống tặng và kèm luôn trên địa chỉ các chị nhá. 180k một cái váy rất là đẹp đúng không nào? Một cái váy như này mà chỉ có giá 180k không thể tưởng tượng được các chị ạ. Còn chị nào lấy mã này để comment luôn cho em đi ạ. Mã của em là V838 nha. V838 này 60 cân không vừa nha, dưới 56-57 cân đổ về cho em đi ạ. 65 cân không vừa chị ơi, mã này cái của em dưới 57-58 cân đổ về cho em nha. V838 này màu là màu da bò này, V838 màu cam này, V838 màu đen, gọi là V838 màu là màu xanh rêu cho em nhá. Có tổng cộng là 4 màu và giá chỉ có giá 180k cho mình thôi ạ. 180k. Chị ở lấy màu nào thì con gọi là V838 và kèm màu giùm em nhá. 180k cho ai lấy cái mẫu này ạ. Dạ vâng ạ, còn nếu bây giờ không còn hỏi gì nữa thì em xin phép là kết thúc cái livestream tại đây nhá. Và xin hẹn chị vào cái livestream ngày mai và chúc chị buổi tối ngon nhá. Xin chào tất cả các chị ạ.